Hoàng Oanh xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện. Rất là vui khi Hoàng Oanh lại được gặp lại quý vị trong tối thứ sáu tuần này. Và hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề mà chắc là một người thì không thể nào bàn được, phải cần rất là nhiều ý kiến khác nhau. Đó là chủ đề thà không có còn hơn. Nghe tới đó thì chắc là mọi người cũng đoán được đây là câu chuyện của hôn nhân. Khi mà một cặp đôi yêu nhau hay là kết hôn, ở trong thời gian đầu luôn luôn mong muốn mọi thứ vui vẻ và hạnh phúc, mà bỏ qua những lỗi lầm, những thiếu sót không nói ra, hoặc là một người phải chịu đựng và tự biện minh cho những lỗi lầm của người kia, dần dần thì lại không được tôn trọng và lại bị đổ lỗi tất cả về mình. Hôm nay chúng ta phải làm sao để giải tỏa nỗi ấm ức này bằng cách là mời đến chương trình những khách mời rất là đáng yêu. Đầu tiên hãy cùng chào đón diễn viên Phi Ngọc Ánh. Xin chào chị. Phi Ngọc Ánh chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chào Hoàng Anh xinh đẹp nha. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ, diễn viên Kim. Chào quý vị khán giả, ngày hôm nay rất là vui khi được tham gia Quyền Năng Phái Đẹp. Nghe chủ đề ngày hôm nay thì đang rất là tò mò, háo hức muốn chia sẻ với các bạn đây. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Và tất nhiên là chúng ta không thể nào vắng mặt một chuyên gia tâm lý trong chương trình như thường lệ. Ngày hôm nay sẽ là tiến sĩ tâm lý Hữu Long ạ. Vâng, mọi người có thể thấy là anh Hữu Long càng ngày càng nâng cấp cái phong cách của mình lên. Không biết là ai đã chăm sóc cho cái diện mạo mới này của anh anh? Anh nghĩ rằng là anh rất là thích cái câu nói và anh thấy nó đúng với trường hợp của anh, đó là sau lưng thành công người đàn ông thì không thể thiếu bóng dáng người phụ nữ. Và anh nghĩ rằng là anh có ngày hôm nay như thế này là cảm ơn rất nhiều một nửa còn lại của mình đã lo rất là chu toàn tất cả mọi việc. Vậy là hôm nay anh phải mời bà xã coi cái số lần này nha anh nha. Tại đâu phải lúc nào anh Long cũng công khai khen người bạn đời của mình đâu. Chủ đề ngày hôm nay là người bạn đời đôi lúc không hiểu tâm lý của đối phương và có thể làm tổn thương người còn lại đến mức mà người ta nghĩ là thà không có còn hơn luôn. Để coi xem là câu chuyện ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta về hướng nào. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ hết lòng và nhiệt tình để giúp đỡ cho các nhân vật trong tình huống này. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện của Quyền Năng Phái Đẹp lần này. Trời đất ơi, cửa nẻo tan quát vậy đó mà không có ai ngồi canh nhà vậy trời. Chồng ơi. Ơi. Sao anh đi vô trong mà không đóng cửa lại? Trời đất ơi, có sao đâu, có anh ở nhà mà mới đi chợ về hả? Dạ, em đi chợ mua mấy cái đồ củ quả về nấu canh cho con ăn nè. Em đi chợ mua cái gì em nấu cho con vậy? Thì nước hầm xương là em hầm rồi. Đó, là coi như mua cà rốt nè. Cái về... gì? Em mua củ cải đỏ, cà rốt, dạ, hầm chung với củ cải trắng. Dạ. Trời đất ơi, vậy mà cũng nấu được cho con ăn hay thiệt luôn. Ủa, sao vậy? Sao không nấu được? Trời đất ơi, em chịu khó em tìm hiểu đi em. Hai cái này nấu chung với nhau là không có được. Đây nè, trong cái củ cà rốt đó, nó có cái enzyme mà nấu chung với củ cải trắng thì nó phá hủy cái vitamin C của củ cải trắng, hiểu không? Con mình ăn vô á là sẽ mất vitamin C. Có vậy thôi mà em cũng tìm hiểu không được nữa. Anh dùng cái thời gian mà anh tìm hiểu mấy cái thông tin để anh chỉ cho tôi á, thì anh lấy cái thời gian đó anh đi tìm việc làm đi. Thì anh đã nói với em rồi, anh cũng đang tìm việc làm nhưng mà nó chưa có phù hợp thôi. Tốt nghiệp đại học ra làm những cái việc gì nó phải xứng với cái bằng đại học của anh chứ. Mà em nói anh nghe, trong cái lúc á mà chờ cái công việc phù hợp như lời anh nói đó, thì mình làm cái công việc mà nó không phù hợp một chút đi, để mình san sẻ cái kinh tế cho em. Bây giờ anh không đi làm văn phòng thì anh đi chạy xe ôm công nghệ, có đồng ra đồng vô để phụ giúp cho em, hoặc là cái tiền đó anh chi tiêu cho cá nhân anh thôi. Đại học ra bắt anh đi chạy xe ôm công nghệ hả? Hả? Ủa? Em vừa phải thôi. Em nói anh nghe, có bằng đại học mà ở nhà 4 năm rồi nó phí lắm. Đó, không kiếm được tiền bằng cách này mình kiếm bằng cách khác, miễn là lao động nó lương thiện để san sẻ cho em. Còn không thôi bây giờ vậy, anh để cái chuyện kinh tế để em gánh được luôn. Nhưng mà anh đã không trở thành chỗ dựa kinh tế cho em thì anh trở thành chỗ dựa tinh thần cho em đi anh. Anh tạo cái không khí trong nhà nó vui vẻ đi. Còn em á, đã phải đầu tắt mặt tối ở cơ quan, rồi về nhà em phải nấu cơm, phải chăm con, phải làm việc nhà. Có anh trong nhà cũng như không vậy đó. Thà không có anh, không có chồng còn hơn à.
chuyện nhà này có vẻ hơi mệt đó mọi người. Có ai có cách nào giúp đỡ gia đình này hay không? Dạ xin mời các anh chị. Dạ xin mời anh ạ. Dạ xin chào mọi người, tôi tên Kỳ Tần, cũng là một người chồng. Nhưng mà ở trong cái tình huống này thì tôi hoàn toàn không thể bênh vực anh được. Rõ ràng là người vợ phải dồn nén rất lâu mới có thể thốt lên câu nói là thà không có còn hơn. Anh chồng dường như là hoàn toàn không có cái sự thay đổi mà đưa ra lý do này, lý do nọ để mà biện minh cho chính mình. Dạ, cảm ơn anh. Có ý kiến nào khác không ạ? Xin mời chị. Xin chào chương trình, tôi tên là Tuyết Minh. Khi mà xem cái tình huống này rồi đó thì tôi nhớ đứa em gái của tôi. Em rể tôi thì giống cái nhân vật nam vừa rồi trong tình huống đó. Thì thực sự coi xong là cảm thấy thương em mình nhiều hơn. Và hiện tại thì mạnh ai nấu sống, không có ai nói năng gì hết, thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, mời bạn kế bên. Em xin chào mọi người, em tên là Anh Hư ạ. Với em trong cái tình huống vừa rồi thì những cái lời nói và hành động của anh chồng là em không thể chấp nhận được. Thì anh ấy đưa ra rất nhiều lý do nhưng mà những cái lý do đó hoàn toàn không thuyết phục cho cái việc anh ấy đang không có việc gì để làm. Và em thiết nghĩ là nếu như mà anh ấy không có thay đổi trong tư duy, cách làm và suy nghĩ thì cái cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ thôi. Dạ, cảm ơn em. Như vậy là lâu rồi mới có một cái câu chuyện mà tất cả ý kiến của khán giả là đều đồng tình với nhau là không thể chấp nhận được anh chồng này. Là một người đàn ông thì với tư duy của anh thì anh nghĩ là người chồng này là có gặp vấn đề gì đó không? Anh thấy là trong cái câu chuyện này thì người đàn ông này họ lại không có bản lĩnh để mà tự thấy được cái những cái sai của mình. Người đàn ông nào mà thương gia đình cũng sẽ không có việc này thì sẽ kiếm việc khác để mà phụ giúp gia đình. Và ở đây thì anh thấy một phần là người đàn ông này cũng khá gia trưởng nữa. Anh ta áp đặt cái ý kiến của mình lên và anh ta nghĩ nó là đúng mà không có lắng nghe người vợ. Đó là do là không có đi ra ngoài đi làm nhiều một thời gian dài á. Dạ, cảm ơn anh Tim ạ. Vậy thì với cương vị là một người phụ nữ đó thì chị Ánh cảm thấy như thế nào? Nhưng mà chị nghĩ là có phải là do người vợ ngay từ đầu đã hơi chiều không? Có lẽ là bây giờ thì chị mới bức xúc, chị nói ra cái ý kiến, nhưng mà có lẽ ngay từ đầu thì chị lại tháo vát quá và chị làm hết mọi thứ rồi. Nên bây giờ mà kêu ảnh làm lại thì cần rất là nhiều thời gian chứ không thể nào mà thay đổi được liền. Theo anh thì anh nghĩ đó là thuộc về tính cách của mỗi con người thôi. Chứ không phải là do mình được nuông chiều rồi mình trở nên như vậy đâu. Đó là do cái suy nghĩ, cái tư duy của cái anh chồng ngay từ đầu. Có thể là từ nhỏ cho đến lớn anh đã tư duy và suy nghĩ là như vậy rồi. Anh là đàn ông và anh tốt nghiệp đại học thì công việc của anh là phải ABCD chứ không thể nào chạy xe ôm công nghệ. Bởi vì khi mà mình lập gia đình rồi thì mình không chỉ nghĩ cho bản thân mình đâu, mà mình phải nghĩ cho con mình, cho vợ mình nè. Giống như anh Tim nói, nếu một người đàn ông mà thương gia đình, thương vợ, thương con á, cái gì họ cũng làm được hết trơn á, miễn là họ kiếm ra tiền và đảm bảo được cho vợ con họ có một cuộc sống an toàn và an nhàn là họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc rồi. Dạ, quá hay phải không ạ? Nếu mà anh chồng nào cũng nghĩ được như vậy, nghĩ cho cái chung á, chứ không phải là của riêng mình á, thì tất nhiên là sẽ không xảy ra những mâu thuẫn như trong câu chuyện này. Anh Long là một người mà thấy có nhiều cặp vợ chồng rồi, thì anh có thấy là ngay từ đầu trước khi kết hôn á, là họ đã biết chưa? Họ đã biết người yêu của mình có những cái tính này chưa? Họ đã chấp nhận chưa? Mà đến khi cưới nhau rồi thì họ mới cảm thấy là quá khó chịu, thà không có còn hơn. Có một cái công thức rất là hay, tôi nhớ tôi đọc ở trong một cuốn sách khi mà thực hiện các vấn đề về khảo cứu về xã hội á, thì họ đặt câu hỏi là chúng ta hiểu nhau bao nhiêu phần trăm thì chúng ta có thể chấp nhận cái lời tỏ tình của nhau. Rồi trước khi câu hỏi này diễn ra thì có câu hỏi nữa là bạn cảm nhận về người kia bao nhiêu phần trăm thì bạn dám mở lời với người ta. Sau đó nữa là vậy bạn cảm nhận bao nhiêu phần trăm hiểu về nhau thì sẽ cưới nhau. Kết quả thế này, chúng ta chỉ cần nhìn người kia chỉ cần 5-10% thôi mà cảm thấy là hợp gu của mình là mình được quyền tỏ tình cho tôi người khác tỏ tình ngay, đúng không ạ? Sau khi mình tỏ tình rồi, cái người còn lại đó họ được quyền hiểu thêm khoảng từ 20-30% nữa thì họ mới chấp nhận lời tỏ tình. Vậy bao nhiêu lâu thì mình được lấy nhau? Thì rất nhiều người cho là 80-90% mới lấy nhau. Thực sự không có đúng. Tính kết quả trung bình đó là ta hiểu nhau chỉ cần 60-70% thôi ta lấy nhau rồi. Rồi khi bảo về là vậy thì khi về sống với nhau hiểu nhau bao nhiêu phần trăm nữa, nhiều người trả lời rằng là phải 100% phải hiểu được nhau mới sống với nhau được. Thực ra không phải, tới khi cuối đời con người ta rồi á, hiểu nhau có 90% thôi, còn 10% còn lại là mỗi người đều có những cái riêng của mình và ta phải chấp nhận cái điều đó, chúng ta đừng cầu toàn là phải hiểu nhau. Việc quay trở lại câu hỏi của Hoàng Oanh, và mình thấy rõ ràng rằng là hầu như người vợ người chồng họ hiểu nhau rồi đó, họ không giấu giếm gì nhau cả. Bởi 4 năm trời anh này chỉ làm những cái việc là chờ đợi để có việc làm tốt hơn thôi, thì coi như là người vợ chấp nhận điều đó. Và khi người vợ người phụ nữ họ đã nói một cái câu rằng là thà không có anh tôi còn hay hơn á,
họ chịu sự cùng cực của họ, sự chịu đựng của họ rồi. Chứ không ai muốn là lấy nhau về rồi thích cái là bỏ nhau cả, không ai nghĩ vậy hết á. Đặc biệt hơn đó với những người mẹ, họ không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Và khi họ nói câu đó là một là họ quá chán cảnh là cái người bên cạnh mình rồi, và hai nữa họ tự chủ được cuộc đời của họ, họ tự lo cho con họ được, họ nói như vậy. Và khi cái câu này nó giống như là một cái câu mà để cho người đàn ông phải cảnh tỉnh mình. Nếu tôi thấy người chồng rất bình chân như vậy, vẫn chưa thức tỉnh, vẫn thấy là đây là 4 năm qua nó vẫn là bình thường thôi, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là những người chồng, người vợ nào mà rơi vào tình cảnh này thì phải suy nghĩ. Và tôi nghĩ là vợ chồng sống với nhau không phải câu chuyện là anh kiếm tiền hay em kiếm tiền, mà điều quan trọng nhất là phải hiểu được cái vai trò, vị trí của mình trong gia đình, cái trách nhiệm của mình, để mình có thể không kiếm được tiền nhưng mình kiếm được thứ khác, đó là tình cảm, đó là cái sự yêu thương che chở người bạn đời của mình. Đừng có câu nệ là ai sẽ làm chủ kinh tế gia đình, nó không quan trọng bằng câu chuyện là mình hiểu nhau, mình biết được mình hụt cái gì, mình thiếu cái gì, nhưng mình lấy cái gì mình bù qua cho nó, thì tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng nó sẽ êm đẹp hơn. Dạ, cảm ơn anh Long ạ. Anh nói hay quá, tới nỗi mà em thấy khán giả nhìn nhau cười gật đầu vậy này. Hy vọng đi, hy vọng là bởi vì cái câu nói mà trong lúc rất là tức nước vỡ bờ của người vợ là thà không có còn hơn, thì có thể làm thức tỉnh được anh chồng này. Biết đâu đấy, chúng ta hãy cùng theo dõi tình huống tiếp theo quý vị nhé. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Ủa không lẽ dạy tôi hát có hai câu vậy, tôi hát hoài ta. Cái cô này cô không có dạy mấy cái bài tôi ưa thích mà dạy mấy cái bài trẻ trung. Tình là tình nhiều khi không mà có. Ủa là sao nay về rồi không có điện thoại cho mẹ trước để mẹ đi chợ nấu ăn cho con chứ? Rầu quá nên là về với mẹ ăn chút. Nghe mẹ hát thôi, tình là tình nhiều khi không mà có, tình có như không con cũng rầu thêm nữa mẹ ơi. Gì kỳ vậy? Ê, cái thái độ, cái biểu cảm, cái giọng nói này là tôi nghi lắm nè. Mà về giữa trưa như vậy là tôi cũng nghi lắm nè. Vợ chồng hụt hạt gì nữa phải không? Thì chuyện muôn thuở, có thay đổi gì đâu mẹ. Con về con xin ý kiến mẹ. Chắc con dừng lại mẹ. Trời đất ơi, con giỡn chơi hoài con. Vợ chồng đâu phải muốn cưới nhau xong muốn nói bỏ là bỏ con. Họ giận nghi lộn cái là thôi con dừng lại, cái đó là bậy. Cái gì nào đúng thì mẹ bên con, chứ cái này là mẹ thấy không có đúng. Con là đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Đâu có ai muốn lấy chồng rồi bỏ chồng. Nhiều khi con cũng cố gắng lắm luôn rồi. Con nghĩ đến anh Bin. Hồi đó mới vừa cưới về đó, là anh nói là thôi giờ công việc ở công ty này không có phù hợp, anh muốn nghỉ một thời gian rồi anh tìm công việc mới. Con thôi con cũng chấp nhận, tự vì ảnh cứ than đi làm mà không vui vẻ, thôi cứ để ảnh nghỉ một thời gian ở nhà rồi ảnh tìm công việc khác. Ai dè đâu mẹ ơi, từ ngày đó con cứ thấy anh bình chân như vậy vậy đó. Rồi mỗi lần mà con thấy có cái công việc nào phù hợp với khả năng của ảnh á, con đưa ra là ảnh chê. Công việc công ty cũng chê, rồi cái công việc bán thời gian cũng chê. Nói chung là ảnh chỉ muốn ở nhà. Rồi ở nhà là coi như là cứ chìm đắm vô tìm hiểu rồi mấy cái thông tin trên mạng đồ. Đã vậy thôi mà ảnh không phụ công việc nhà nữa. Một mình con vừa phải cán đáng kinh tế, vừa phải lo việc nhà chăm con. Thêm chăm chồng nữa. Bây giờ mẹ nói nè, con có khi nào mà con nghĩ là trong cái vấn đề mà chồng con hiện tại vậy là một phần lỗi là có con ở trong đó không? Do con đó. Trời đất ơi, mẹ ơi, con là con gái của mẹ thì mẹ con phải tin con chứ. Mẹ tin con, mẹ mới nói điều đó đó. Bởi vì do con là đây, con gồng gánh quá nhiều. Con gồng gánh chiếc công chuyện của con. Con thương chồng con là cái chuyện đó mẹ không nói rồi. Con gồng gánh luôn cả công việc của chồng con. Một phần nữa nè, là chồng con cảm thấy công việc đó không phù hợp thì thôi mình nghỉ thời gian để mình tìm cái công việc nào phù hợp mình đi làm. Thì đúng chứ không phải là sai, nhưng nó phải có cái thời gian, cái thời gian nhất định. Còn cái này con để cho nó thời gian nó trôi qua bao nhiêu năm, rồi không lẽ cứ ngồi không vậy, rồi cứ đợi tới chừng nào mà cái nào mà nó phù hợp, nó rụng xuống ịch mình mới đi làm hả? Nó đâu có được. Thấy không? Con cán đáng hết, đâm ra làm cho nó ỷ lợi. Nó ỷ lại làm sao? Có gì cũng có con hết rồi làm chi nữa, ngồi nhịp chân thôi. Đó, cái đó là lỗi của con nằm ở trong đó một phần đó. Không, bây giờ con nói mẹ nghe nè. Thiệt sự á là ảnh ở nhà cũng được, ảnh không phụ công việc nhà cũng được đi. Con không có cần là ảnh phải gánh vác kinh tế trong gia đình, tự vì công việc con là kiếm ra tiền, con cũng có thể con lo cho ảnh. Nhưng mà cái ở đây mà khiến con quyết định con phải ly hôn á là coi như là ảnh đã không phụ giúp con, mà ảnh còn chì chiết con, ảnh còn nói con làm việc nhà sai chỗ này, con nói chung con làm cái gì ảnh cũng không vừa ý hết trơn á. Đàn ông mà con, ai cũng muốn
thể hiện trước mặt vợ mình, trước mặt con mình. Cái đó là ai cũng muốn nha. Nhưng mà con làm vậy riết nó nằm nhà cái riết nó tự ti bản thân nó. Ý mẹ nói là ảnh phải gồng lên. Nó gồng lên để bớt mặc cảm, bớt tự ti với vợ mình trong gia đình, với con mình. Thì con cũng biết vậy. Nhưng mà giờ con nói nhẹ cũng được, nói nặng cũng không xong luôn. Giờ con phải làm sao? Theo mẹ thì cái chuyện gì á thì vợ chồng cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau cho nó rõ ràng. Bây giờ ngồi ở nhà nói cảm thấy không thoải mái, không hết được câu chuyện thì đi ra ngoài quán. Con phải nói ra những cái suy nghĩ của con, những cái con ấm mất từ bấy lâu nay, cái mong muốn ở chồng con là cái gì. Rồi chồng con anh nói ra những cái suy nghĩ của chồng con. Đó, thì bắt đầu mới trao đổi với nhau. Mai ra hai vợ chồng mới có thể gắn kết lại. Chứ bây giờ hở ra cái là con vậy, cái con nhấn chìm luôn. Rồi tới đó là chia tay. Nhưng mà mẹ nói rồi, giữ được hạnh phúc mới là khó. Chứ bây giờ chia tay cái cụp ai làm không được con. Con á, cái tính con á rất là cứng đầu. Bây giờ á, con thay đổi chồng con không được thì giờ sao? Con tự thay đổi bản thân con trước đi. Mình thay đổi bản thân mình trước đi, rồi mình mới nói chuyện một cách êm đềm nhẹ nhàng. Tự nhiên mọi chuyện ở đâu vô đó hết. Đó, tại sao không tìm cách giải quyết mà hở ra cái là thế này thế kia A B C D các kiểu. Người nào cũng có cái tôi. Thay đổi chồng mình không được, mình tự thay đổi bản thân mình đi. Mình đi đường này không được, mình đi quẹo đường khác, miễn sao nó vòng lại về mục đích. Đúng dạ, không? Con biết rồi. Vậy là nhiệm vụ của con là phải tìm ra tiếng nói chung. Như vậy là cuối cùng người vợ cũng không thể nào nói chuyện được với chồng mình mà phải tìm đến người mẹ. Theo quý vị là cái gì là cái mà người vợ nên làm ngay lúc này? Xin mời anh. Dạ, xin chào mọi người. Em tên là Vũ. Em xin gửi lời chúc mừng tới anh chồng trong tình huống. Tại vì đã có một người mẹ rất tâm lý. Mới đầu em cũng rất là giận anh chồng. Nhưng sau khi nghe phân tích của người mẹ vợ thì em đã hiểu hơn. Nếu người vợ mà hiểu tâm lý của người chồng thì có thể là thay đổi cách chia sẻ trò chuyện. Biết đâu mối quan hệ sẽ tốt hơn. Xin mời chị ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Đỗ Trang. Với cái tình huống vừa rồi thì theo quan điểm của mình là cô con gái nên là nghe theo lời mẹ. Vì là trước đây cô đã từng cố gắng vì hạnh phúc của bản thân cho gia đình, cho chồng, cho con rồi. Bây giờ thì cô nên cố gắng thêm một chút nữa. Ngày xưa cô ấy cố gắng vì cái sự chịu đựng, nhưng bây giờ cô ấy cố gắng vì cơ hội cho cả hai thay đổi bản thân hơn. Cô ấy sẽ là người mở màn cho cái cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng đó với một cái tâm thế là đồng cảm, thấu hiểu để tìm tiếng nói chung cho hai vợ chồng ạ. Dạ, cảm ơn chị. Có quan điểm nào khác không? Xin mời bạn. Dạ, em chào mọi người và em tên là Dương Vi ạ. Thì em thấy là người vợ trong tình huống có một người mẹ rất là điềm đạm, suy xét. Em mong là người vợ sẽ tìm được cái hướng giải quyết thỏa đáng để có được hạnh phúc ạ. Cảm ơn em. Anh thấy người mẹ này nuôi một cái quan điểm cực kỳ tích cực và lạc quan. Và đây là điều mà quý vị khán giả đang mong muốn, đúng không ạ? Bởi vì khi chúng ta càng suy nghĩ tích cực và muốn tích cực như vậy thì thay vì đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh thì mình suy nghĩ là bản thân mình. Nhưng mà anh thấy nó vẫn hơi có chút gì đó mà anh hay nói với những cái bạn làm nghề như anh á. Anh bảo là chịu khó trải nghiệm chút xíu nữa và chịu khó đặt mình vào cái nhân vật kia, vào cái người đối diện á, thì những cái lời khuyên của mình chắc nó sẽ tốt hơn. Còn mình coi tình huống ở tiểu phẩm số 1 là người vợ họ cũng đã cố lắm rồi. Và hồi nãy có nói luôn là từ khi lấy nhau về tới giờ, người chồng vẫn như thế không thay đổi được. Tôi cũng tự hỏi rằng là người mẹ là một giống như một chuyên gia tâm lý vậy em. Tư vấn cho con như vậy em thì có hiệu quả hay không? Tôi mở lời với Tim như vậy thì biết có đúng hay không? Em thì đang thắc mắc không hiểu là cái vấn đề người con gái về tâm sự với mẹ là lần thứ mấy. Nó có hai trường hợp. Nếu mà nó là lặp đi lặp lại nhiều lần á thì cách xử lý đó của người mẹ là không đúng. Một cái suy nghĩ của người mẹ thì chắc chắn là không muốn con mình tiếp tục khổ và tiếp tục lao vào cái điều đó. Còn nếu là lần đầu tiên thì người mẹ chia sẻ như vậy thì cũng đúng. Nhưng mà theo em thấy thì đây là không phải là lần đầu tiên đâu. Vì cũng đã 4-5 năm rồi mà người chồng không có thay đổi. Và đúng là tại do người vợ lúc đầu không có cương quyết để cho chồng mình hiểu được là cũng phải cố gắng, cũng phải cùng vun đắp gia đình. Em thì ủng hộ là một cái sự cương quyết hơn của người mẹ. Thứ nhất là để cho người chồng cảnh tỉnh. Có nhiều cái thì mình mất đi rồi thì mình mới thấy quý và mình biết thay đổi được. Thì cô vợ cũng có nói là cô thấy cái khoảng cách hai vợ chồng ngày càng nó rộng ra. Trong cái cương vị một người phụ nữ, người vợ thì chị thấy là cái khoảng cách này á nên tiếp tục như người mẹ nói là cô vợ cố gắng gồng gánh hay là người chồng cũng phải thay đổi? Thực ra đối với anh thì anh nghĩ như vậy nè. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng giống nhau hết. Cũng đều là hai cá thể độc lập, đều có sự suy nghĩ, cảm nhận, tình cảm và sự tổn thương giống như nhau. Vậy thì tại sao trong cái trường hợp này chỉ có một mình cô vợ phải chịu đựng anh chồng mà mọi người lại đồng ý với lại cái cách hành xử của mẹ
cô gái này là khuyên cô gái này phải tiếp tục chịu đựng, và người ta không thay đổi thì mình phải thay đổi. Ở đây mình phải xem xét đến vấn đề thay đổi tốt cho cuộc sống hai vợ chồng hơn hay là xấu đi. Dĩ nhiên ở đây cô vợ đã làm tốt vai trò của mình rất nhiều năm qua, vừa đi làm kiếm tiền, vừa nuôi con, vừa về làm việc nhà, trong khi anh chồng thì không làm gì cả. Vậy thì cái vấn đề phải thay đổi ở đây đó là người chồng chứ không phải là cô vợ. Nó hoàn toàn không hợp lý. Bởi vì chúng ta phải thấy được rằng chỉ có anh chồng thay đổi mới làm cho cuộc sống của hai vợ chồng nó tốt đẹp hơn. Còn chỉ có một mình cô vợ đi lên, còn anh chồng cứ ở đây hoặc là càng ngày càng kéo xuống thì cả hai vợ chồng sẽ phải đi xuống, và cái chuyện ly dị đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên là cái vấn đề mình không đồng ý với cách xử lý của người mẹ ở đây là gì? Chưa tinh tế. Cô ấy bị tổn thương, cô ấy cảm thấy thất vọng, cô ấy không còn một cái nơi nào để cô ấy có thể mà bám víu vào. Mà đúng ra cái nơi mà cô ấy phải bám víu đó là anh chồng, nhưng mà không được thì phải về tâm sự lại với mẹ. Thì đúng ra người mẹ phải có một sự đồng cảm dành cho cô vợ. Ở đây trước tiên là phải đồng cảm, an ủi, động viên cô ấy trước để chữa lành những cái tổn thương bên trong của cô ấy trước, cho cô ấy một cái sức mạnh để có thể tiếp tục duy trì cái cuộc hôn nhân này nếu như cô ấy mong muốn. Chứ không nên nói là con phải thay đổi đi. Điều đó là hoàn toàn vô lý và không công bằng cho người phụ nữ. Nếu như mà cứ chăm chăm vào người vợ phải thế này, còn người chồng chỉ thế này, thì nó muôn đời. Hai bàn tay không bao giờ nắm vào nhau được, mà chỉ một bàn tay nắm và một bàn tay mở mà thôi. Anh nghĩ là vì là tình huống nên cái cô vợ trong tình huống này cổ mới chấp nhận cái lời khuyên của mẹ mình như vậy. Kinh nghiệm của anh mà trong quá trình làm việc cái công việc của mình á, thì anh thấy nếu mà đánh giá khách quan nha, để lựa chọn phương án với cô gái này đồng ý mẹ mình rất là hiếp. Họ đã có cái đường đi của họ rồi, và việc cuối cùng nói với mẹ mình chỉ là để thêm cái sự tự tin để quyết thôi. Làm một chuyên gia tâm lý thì người vợ với mình về câu chuyện ly hôn thì hầu như mình kéo trên 80% lại, bởi mình không muốn câu chuyện ly hôn ở các gia đình xảy ra. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ có một trường hợp nào đó mình chắc chắn là khuyên họ nên tạm dừng, không phải dừng luôn mà tạm dừng lại, để mỗi người tự thấy cái sự quý trọng dành cho người còn lại. Và tôi rất đồng ý với Tim một điều rằng là khi mình có trong tay á, mình thấy nó bình thường lắm, nhưng khi mà mất đi á thì mới thấy nó cái điều đáng giá thế nào. Và tôi thương cô vợ này, đó là và nhiều trường hợp trong cuộc sống nữa, bỏ thì thương mà vương á thì nặng, nên thôi thì bây giờ cứu được cái gì thì cứu cái đã. Và tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm tích cực của quý vị, hãy cứ cứu đi, hãy cứ cố đi, hết lòng mình, hết sức lực của mình cái đã. Và khi không còn được nữa, hãy tìm một ai đó tâm tình, và nhớ cái người được chọn á là cái người phải đủ cái sự tỉnh táo và đủ cái sự khách quan, vừa yêu thương nhưng vừa thực tế, để cho cái người kia những cái lời khuyên bổ ích nhất. Chỉ có khi hai người chịu khó lắng nghe nhau, hai người chấp nhận được nhau cơ. Còn nếu mà cứ một bên chịu đựng hoài như vậy, bên còn lại cứ tự cho mình những cái quyền, tự cho mình những cái đặc ân mà quên nhìn về phía bên kia, thì không chấp nhận một chút thua thiệt, không chấp nhận một chút khó chịu về cái việc mình làm, để mình đồng cam cộng khổ với người còn lại, thì tôi chắc chắn luôn cuộc hôn nhân đó sẽ có một người rất hạnh phúc, nhưng sẽ có một người rất đau khổ. Hôn nhân là phải đồng cam cộng khổ với nhau. Một người chịu nhịn một chút, một người tự tâng người khác lên một chút, thì tôi mới tin rằng mới bền vững được. Dạ, xin cảm ơn ạ. Như vậy là chúng ta đã có quá nhiều những cảm xúc và những cái góc nhìn đáng lưu tâm để có thể tìm được cho mình một cách ứng xử hợp lý nhất trong tình huống này rồi. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi và lắng nghe lại những gợi ý của các khách mời và khán giả ngày hôm nay nha. Do người vợ lúc đầu không có cương quyết, để cho chồng mình hiểu được là cũng phải cố gắng, cũng phải cùng vun đắp gia đình. Có lẽ là bây giờ thì chị mới bức xúc, chị nói ra cái ý kiến, nhưng mà có lẽ ngay từ đầu thì chị lại tháo vát quá và chị làm hết mọi thứ rồi. Nên bây giờ mà kêu ảnh làm lại thì cần rất là nhiều thời gian, chứ không thể nào mà thay đổi được liền. Khi mà mình lập gia đình rồi thì mình không chỉ nghĩ cho bản thân mình đâu, mà mình phải nghĩ cho con mình nè, cho vợ mình nè. Nếu một người đàn ông mà thương gia đình, thương vợ, thương con á, cái gì họ cũng làm được hết trơn á, miễn là họ kiếm ra tiền và đảm bảo được cho vợ con họ có một cuộc sống an toàn, là họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc rồi. Có câu nệ là ai sẽ làm chủ kinh tế gia đình, ai là nóc, nó không quan trọng bằng câu chuyện là mình hiểu nhau, mình biết được mình hụt cái gì, mình thiếu cái gì, nhưng mình lấy cái gì mình bù qua cho nó, thì tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng sẽ êm đẹp hơn. Xin cảm ơn ý kiến của quý vị khán giả, cũng như là anh Thiêm, chị Ngọc Ánh và anh Hữu Long đã giúp cho chúng ta có được một cái nhìn bao quát hơn trong cuộc sống hôn nhân. Sự bao dung và thấu hiểu luôn luôn sẽ là những điều giúp chúng ta vượt qua được những sóng gió. Hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Quyền Năng Phái Đẹp được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ Sáu tuần sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện.
Còn bây giờ thì xin cảm ơn tất cả quý vị, các khách mời và xin chào tạm biệt. Con làm cái gì mà con để người ta tới đây đòi nợ hả? Thì con mượn nợ con làm ăn. Và bây giờ nói cho mẹ nghe lý do tại sao. Con mượn nợ con làm ăn, con chăn nuôi. Con chăn nuôi? Con làm ăn cái gì, tại sao con không nói với mẹ? Con nuôi lô. Con lô là con gì? Con lô là con 0363737393 rồi đó. Cái gì vậy Tân? Dạ con lỡ nghe lời bạn, mẹ giờ mẹ giúp con đi mẹ. Mẹ không giúp con là tụi nó tới đây nó xử con luôn á. Đúng là con dạy cái mang mà. Người mẹ là cần phải cho con hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai. Cứ nghĩ rằng là một trong những cái mà cần phải dạy con mình, đó là dạy con sống tử tế, có hiểu biết và phải chịu trách nhiệm về bản thân của mình. Người mẹ nên để cho con mình tự chịu trách nhiệm khi con đã trên 18 tuổi rồi. Bởi vì ta nói là trong cuộc đời này không có cái bài học nào mà miễn phí hết á. Nên con cần phải được trải nghiệm những cái bài học đó.